Cơ thể là cánh cửa diệu kỳ đưa ta bước vào thế giới của sự tĩnh lặng, nhận biết. Trở về sự tĩnh lặng, nhận biết không có nghĩa là ta không còn suy nghĩ nữa. Khi cần suy nghĩ, ta vẫn dùng khả năng suy nghĩ của mình. Suy nghĩ xong thì buông. Trở về sự tĩnh lặng, nhận biết, ta sẽ bắt đầu nhận ra giữa các tư tưởng đến đi và sự tĩnh lặng nhận biết có khoảng cách. Điều này cũng có nghĩa là ta đã không đồng nhất mình với các tư tưởng đến đi đó, với các suy nghĩ đến đi đó. Những tư tưởng đến đi xuất hiện trong tâm ta thường là không có chủ đích. Tuy vậy, những tư tưởng, nghĩ suy này cũng làm ta hao tổn khá nhiều năng lượng. Lo lắng, bất an là một trong những nguyên nhân làm ta hao tổn năng lượng nhất. Nhưng có một điều lạ là những gì ta lo lắng thường không xảy ra hoặc xảy ra rất ít. Như vậy, trong sự tĩnh lặng nhận biết, ta có thể tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Vì tâm ít tạp niệm, năng lượng được duy trì, năng lượng hao tổn ít, do đó sức định bắt đầu tăng dần. Khi sức định tăng dần thì cái thấy của ta về thực tại đang là cũng sâu hơn, rộng hơn. Do vậy, hiểu biết cũng ngày một tăng trưởng. Khi hiểu biết tăng trưởng thì lòng từ bi, yêu thương sẽ được phát sinh ra. Vậy, cách để ta nuôi dưỡng sự tĩnh lặng, nhận biết này và phát triển yêu thương, từ bi là ta phải trở về quan sát cơ thể. Ta trở về cảm nhận những dòng năng lượng đang luân chuyển trong từng bộ phận của cơ thể. Cơ thể lúc bấy giờ sẽ trở thành cánh cửa diệu kỳ đưa ta bước vào thế giới của sự tĩnh lặng, nhận biết. Càng cảm nhận cơ thể sâu sắc tới đâu thì tư tưởng, tạp niệm trong tâm trí sẽ giảm dần đến đó. Những tạp niệm trong tâm trí sẽ giảm dần đến lúc vắng lặng hoàn toàn, thì sự tĩnh lặng, nhận biết bên trong cũng tỏa sáng hoàn toàn như đêm rằng trăng sáng mà không bị mây che phủ.